Chào quý vị, chào các bạn. Đồng Thu đã trở lại cùng các bạn trong nhịp sống VTV3 tháng 11. Tháng 11 trên các kênh sóng của VTV có gì hấp dẫn? Những bộ phim đang trình chiếu hay các bộ phim mới có tình tiết nào đặc biệt? Chúng ta hãy cùng đến ngay với nhịp sống VTV3 tháng 11. Thuộc thể loại phim tình cảm, lãng mạn và hài hước, 27 tập phim Phép thử con tim là câu chuyện của anh tổng giám đốc Sira tài giỏi, lạnh lùng và nhà thiết kế Ketika xinh đẹp, cá tính, bướng bỉnh. Hai tính cách đối lập sẽ đem đến những tình huống bất ngờ. Sira, một doanh nhân thành đạt, giàu có, khó gần, mắc bệnh ưa sạch sẽ. Căn bệnh này của anh đã dẫn đến những tình huống dở khóc, dở cười. Này anh! Ma-kun! Dạ, có đây anh Sira, lấy khăn ướt. Đây anh! Trái ngược hoàn toàn với Sira, Ketika là cô gái trẻ năng động, nhiệt huyết với công việc. Xuất thân nghèo khó, cô luôn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Gặp nhau trong những tình huống trớ trêu khiến cả hai không ưa nhau. Họ sẽ làm gì để dung hòa? Xin lỗi cô nhé, tôi không thể để bác sĩ đi với cô. Ma-kun, dạ, mở cửa xe. Bác sĩ, lại đây. Bác sĩ, bình tĩnh đi, tôi không chịu. Bác sĩ, mời bác sĩ. Bộ phim Phép thử con tim sẽ lên sóng 18 giờ hàng ngày trên VTV3 bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Về chủ đề tình yêu, bộ phim Dù có yêu xoay quanh hai nhân vật chính Esne và Yalin. Esne là cô gái trẻ và thành đạt, tốt nghiệp kỹ sư máy tính một trường đại học nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp gỡ với Yalin, CEO của công ty bị cô hiểu lầm là nhân viên an ninh, đã tạo ra câu chuyện tình cảm thú vị. Hài hước và lãng mạn, bộ phim Dù có yêu sẽ phát sóng 22 giờ 40 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 11 tháng 11. Bộ phim đề tài cảnh sát hình sự Độc đạo đang dần đi đến hồi kết với nhiều tình huống ngày càng gay cấn, hấp dẫn. Hồng đang trở thành mục tiêu săn đuổi của các bên. Anh sẽ làm gì để vượt qua hiểm nguy và bảo vệ những người thân yêu của mình? Những bộ phim Việt đặc sắc đã từng làm mưa làm gió trên kênh K Cộng cũng sẽ được giới thiệu đến quý khán giả trong khung phát sóng giờ vàng phim Việt. Đừng bỏ lỡ, hãy dành sự ủng hộ của bạn cho các bộ phim Việt giờ vàng phát sóng lúc 21 giờ 40 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3. Khi những người thân bị đe dọa, Hồng quyết phải ra tay trả thù. Nhưng đứng về phe nào? Mấy ngày hôm nay chúng ta đã cho chạy thử mấy chuyến thì cái tỷ lệ bị kiểm tra đang nhích dần lên. Cháu đã cho chạy liên tục để gây sức ép với cả cơ quan chức năng. Chắc chắn là họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đang tung hỏa. Chờ khi họ sơ hở là hàng của chúng ta sẽ thông chuẩn. Tăng cao tần suất kiểm tra, chưa có gì chắc chắn là bọn họ bị hút vào cung đường này đâu. Nhà kiên cố, nằm trong hang động, vẫn còn rất mơ hồ. Tuy nhiên, tất cả những điều này chứng tỏ quân già bắt đầu có niềm tin với cậu. Cậu sẽ tải xe chở hàng chứ? Mời quý khán giả dõi theo những diễn biến mới của phim Độc đạo phát sóng 21 giờ 40 phút các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư trong tuần. Tháng 11, khung phát sóng 21 giờ 40 phút thứ năm, thứ sáu hàng tuần sẽ là những bộ phim hấp dẫn đã trình chiếu trên K Cộng. Nhà mình lạ lắm, Mẹ ác ma, Cha thiên sứ và mở màn là phim Đi về phía lửa. Câu chuyện của đội lính cứu hỏa không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh thầm lặng đời sống cá nhân, thậm chí cả hiểm nguy tính mạng để cứu hộ cứu nạn bằng lòng dũng cảm kiên cường. Chỉ huy nghe rõ,
Mũi 22 tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đám cháy. Tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đám cháy. Nghe rõ trả lời. Đan xen với đó còn là những tâm tư, tình cảm, trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên trong đội. Em muốn gia đình mình y chang là bao gia đình khác vậy đó. Thì anh sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho con. Thật sự là cả đời em chỉ biết cầm lăng, em chưa biết bắt đầu như thế nào. Bằng khen giấy khen cũng có làm cái gì. Tôi chỉ cần một đứa con gái bình thường. Bộ phim Đi về phía lửa bắt đầu phát sóng lúc 21 giờ 40 phút ngày 7 tháng 11 trên VTV3. Những thông tin về các bộ phim đặc sắc đã khép lại nhịp sống VTV3 tháng 11. Tới đây, Đồng Thu xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chúng tôi.